Vân, Ái Linh. Xin trân trọng gửi lời chào các khán giả đang đến với một chương trình nữa của Once Upon a Memory, một chương trình về art and craft trên Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thủy Vân hân hạnh được chị Ái Linh sẽ hướng dẫn cho Thủy Vân cách trang trí sinh nhật, đúng không? Tại vì như quý vị đã biết đó, thì khi mà trong gia đình chúng ta có các em nhỏ, mỗi một cái tiệc sinh nhật là một cái sự kiện rất là đáng yêu và rất là quan trọng của gia đình, vì đánh dấu cho mỗi một cái năm mà các em nó càng lớn. Và như chúng ta có thể, nhiều khi gia đình chúng ta bận rộn thì có thể ra tiệm và mua những cái mà có sẵn ở ngoài, nhưng mà nếu mà gia đình chúng ta có thêm chút thời gian, chúng ta có thể mấy mẹ và các chị hay các em cùng nhau và đến ghé thăm Once Upon a Memory để mà làm những cái project mà trang trí cái bữa tiệc sinh nhật cho nó thêm phần đặc biệt và có ý nghĩa hơn. Và chị Ái Linh, thì em có một người bạn và chị ấy có hai đứa con, mà hai đứa bé trai, một đứa 5 tuổi, một đứa 1 tuổi. Bây giờ hai đứa nó sanh gần với nhau, cho nên cái sinh nhật là sẽ giống nhau. Nhưng mà ngặt một điều là bé trai lớn, cháu 5 tuổi thì lại thích ninja rùa, turtle ninja. Còn bé nhỏ thì còn nhỏ quá. Thì không biết là khi mà một cái trường hợp như vậy thì chị Ái Linh góp ý như thế nào, trang trí thế nào? Tại vì chị đó rất là muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho hai đứa con của mình. Mình có thể làm những cái màu rực rỡ cho, tại vì cũng là còn bé. Thì mình có thể xài những cái màu đỏ, xanh, vàng. Yeah. Rồi còn nếu mà Ninja Turtle thì mình có thể mua mấy cái cup đó để mình làm lại party favor. Yeah. Yeah. Thì cũng thay cái hai cái tuổi hay cái phim khác nhau. Yeah. Lại một. Thì trước khi mà mình tổ chức một cái bữa tiệc gì đó, đặc biệt bữa tiệc sinh nhật, nhất là cho các cháu, thì chúng ta thường phải làm thiệp mời, đúng không chị? Thì đúng như hồi nãy Thi Vân có nhắc tới là thiệp mời chúng ta có thể mua theo package, còn không thì chúng ta có thể làm một cái gì đó đặc biệt hơn mà cũng rất là đơn giản, quý vị. Thí dụ như là em thấy là chị Linh đã có sẵn trong tay rồi. Đúng rồi, thì cái này là một tờ giấy A and a half by 11 á. Thì Linh cắt ra một nửa rồi gấp nó lại làm đôi, thì là mình thành một cái cạp. Thì lúc đó mình ở đây Linh có cắt sẵn mấy cái die cut balloons, so mình có thể decorate the front like that. And then ở trong thì mình xài cái sticker này, mình dùng cái sticker này mình dán vào, và bố mẹ hay là anh chị có thể điền vào tên, ngày cho ai và ở đâu. Yeah. Rồi số phone để reservation. Thì nên nghĩ mình xài mấy cái foam adhesive á, thì dễ cho nó có 3D. Anh chỉ một cái là đủ rồi. Là chỉ trong vòng có một phút, một cái project rất là nho nhỏ mà các em tuổi nào các em làm cũng được. Và Thủy Vân nghĩ rằng khi mà các em đặc biệt là chuẩn bị một cái tiệc cho gia đình đó, thì các em sẽ rất là thích làm chung, ngồi xuống làm chung với bố mẹ như thế này. Yay. Và cái đó là thiệp mời. Như vậy thì khi mà vào cái ngày của bữa tiệc, thì cái điều mà mình muốn khi mà khách mời đến nhà đó, cái điều mình muốn nhất là đập vào mắt khách mời là cái banner, là cái băng rôn. Cái băng rôn thì hôm nay chị Linh góp ý như thế nào, đặc biệt là khi mà có hai cháu, hai cái team hỏng giống nhau như vậy. Yeah. Thì mình sẽ làm hai tên của hai cháu luôn. Yeah. Rồi mình làm cái màu
primary color. Yeah. Okay. Như vậy nhé. Thì hôm nay Linh sẽ giới hướng dẫn và giới thiệu với lại quý vị những cái máy cắt khác nhau mà có thể cắt bằng điện hoặc là cắt bằng quay tay. Thì, wow. Cái này nhìn nó lạ mà nó dễ thương quá chị hả? Cái này chắc là cắt khó lắm phải không? Không, rất là dễ. Có một vài nút bấm là mình tự động máy nó cắt cho mình hết. Và mình có thể chọn được cái size hoặc kiểu hoặc mẫu chữ khác nhau. Cho nên những cái project mà là trang trí một cái bữa tiệc ở nhà càng dễ dàng hơn nữa khi mà mình đến đây và mình... Mấy cái chữ này rất là dễ thương quý vị, nhìn rất là khó nhưng mà... Như chị Linh nói là chị bấm vài nút thôi mà mình đến đây mình được chị Linh bấm giùm cho vài nút và đã được mấy cái điều này rất là dễ thương đúng không quý vị? Và bây giờ thì chị Linh sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách sử dụng máy, vừa máy điện hoặc là máy cầm tay. Bây giờ thì Linh sẽ hướng dẫn Thủy Vân và quý khán thính giả sử dụng máy cắt Cricut. Cái máy này thì nhìn thì không có có thể cắt được những cái mẫu theo ý muốn của quý vị và từ chữ hoặc là hình dáng, size, mẫu theo khác nhau thì cũng ở đây Linh sẽ giúp quý vị cắt được những cái mẫu này. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Bây giờ Linh sẽ hướng dẫn quý vị cắt cái banner giống như vậy để mình làm birthday hay là những cái announcement gì của cái event của mình. Thì trước hết mình sẽ bỏ cái banner template vô đây, xong rồi mình để giấy lên và mình để cái mask lên, mình bắt đầu cắt. Là quý vị đã có một cái banner rồi. Hai mẫu khác nhau. Bây giờ thì dán thì rất là đơn giản. Mình có thể xài dùng glue stick hoặc là mình có thể dùng paper adhesive. Thì tùy mỗi ở nhà có cái gì thì xài cái đó cũng được. Rồi Linh thì Linh thích xài dùng paper adhesive tại nó không có messy á. Rồi bây giờ để Thủy Vân thử làm cái này nhé. Hy vọng là làm không bị méo.